sáng ngày 9 tháng 8 năm 2020, gần 850 thí sinh ở 4 điểm thi của huyện Tân Lạc, gồm điểm thi Trung học Phổ thông Tân Lạc, Trung học Phổ thông Đoàn Kết, Trung học Phổ thông Bường Bi và Trung học Phổ thông Lũng Vân đã bước vào môn thi đầu tiên, môn ngữ văn, kỳ thi tốt nghiệp Trung học Phổ thông năm 2020. Do ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19, kỳ thi năm nay diễn ra muộn hơn mọi năm. Thí sinh Trung học Phổ thông phải thi 3 bài thi bắt buộc gồm Toán, Ngữ văn, Ngoại ngữ và bài thi tự chọn Khoa học Tự nhiên hoặc Khoa học Xã hội. Thí sinh giáo dục thường xuyên phải thi 2 bài thi bắt buộc là Toán, Ngữ văn và 1 bài thi tự chọn Khoa học Tự nhiên hoặc Khoa học Xã hội. Trong đó, các bài thi Toán, Ngoại ngữ, Khoa học Tự nhiên, Khoa học Xã hội thì theo hình thức trắc nghiệm, bài Ngữ văn theo hình thức tự luận. Đề thi năm nay giảm về độ khó, độ phân hóa của đề thi cho phù hợp với hoàn cảnh của giáo dục trong điều kiện đất nước phải phòng chống dịch bệnh COVID-19. Thời gian thi diễn ra trong 2 ngày, mùng 9 và ngày mùng 10 tháng 8. Thực hiện quy chế thi do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định, đặc biệt là quyết tâm chính trị cao của cả hệ thống chính trị địa phương, tổ chức kỳ thi tốt nghiệp Trung học Phổ thông năm 2020 nghiêm túc, an toàn, đúng quy chế, phản ánh đúng chất lượng dạy và học, kiên quyết không để xảy ra sai phạm. Đối với huyện Tân Lạc, các điểm thi đã được chuẩn bị rất tốt về cơ sở vật chất, phục vụ cho kỳ thi và bố trí việc ăn ở, đi lại cho cán bộ coi thi đảm bảo thuận tiện, an toàn. Các điểm thi tăng cường lực lượng đảm bảo an ninh, an toàn và có phương án phòng chống dịch bệnh COVID-19 trước và trong kỳ thi. Ở các điểm thi tại nơi lưu giữ bài thi đều có camera giám sát 24/24 giờ. Trước khi diễn ra kỳ thi, chiều ngày 8 tháng 8, Ủy ban Nhân dân huyện đã thành lập các đoàn gồm các đồng chí lãnh đạo huyện ủy, hội đồng nhân dân, ủy ban nhân dân và thủ trưởng các ngành liên quan trực tiếp đến thăm, động viên các điểm thi. Tại các điểm thi, lãnh đạo huyện đều hoan nghênh và bày tỏ sự yên tâm về công tác chuẩn bị chu đáo của các điểm thi, nhất là các phương án ứng phó với tình hình dịch bệnh COVID-19. Chúc các đồng chí cán bộ coi thi sức khỏe và chia sẻ với những khó khăn của địa phương. Đồng thời, mong muốn việc tổ chức kỳ thi đảm bảo tính trung thực để có kết quả chính xác và khách quan. Bên cạnh đó, tạo không khí thoải mái cho thí sinh tự tin để làm bài thi tốt nhất.